giàu có như vậy rồi mà sao em mặc kỳ cục quá vậy? Quần áo đẹp á thì nó có che được bản chất của con người đâu. À mà thôi, hợp đồng này á Ngọc ký đi nha. Sợ bây giờ Hương ngại á, Hương không dám làm việc với Giang. Làm cái gì nữa mà làm? Nếu mà hôm nay á tôi không mặc đồ đẹp á, chắc Hương cũng chửi tôi giúp mà không kịp hả? Thì ai cũng có quyền thể hiện bản thân mình mà, có tiền thì mới khoe được chứ, không có tiền làm sao mà khoe? Khoe nhau nhiều tiền để làm cái gì? Bây giờ người ta khoe là cứu được bao nhiêu người nè, xây được bao nhiêu cây cầu, giúp được bao nhiêu trẻ em rồi. Chứ bây giờ dân chơi mà còn khoe với nhau cái xe, cái túi, rồi đồ đạc thế này thế kia, lỗi thời rồi.